Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một lô kim quýt nha anh em. Kim quýt nha, hàng đẹp nha, giá hữu nghị luôn. Thì lô này á có một số cây á là thành phẩm ha, và một số cây là em để tàn chài cho anh em về mình vô dây nha anh em. Em không có thời gian em vô dây cho anh em mình luôn rồi. Cây lô này là mã số K ha, cây K1 ha, dáng cũng thú nha anh em. Chi cẳng đầy đủ ha, tay cành rất là đẹp nha anh em. Hoành là 22, chiều cao là 41 ha. Đường kính cái tàn này là 89 nha. Cái này là anh em về mình vô chậu 3 là mình chơi ha. Cái chậu giống gì nè anh em, chậu này em làm mẫu thôi ha, không có bán nha anh em. Để vô cái chậu gì rất là đẹp nha. Rồi, cây mã số là K1 nha. Cây này em xin giao lưu với anh em mình là 1.700.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. K1 kim quýt nha anh em, thành phẩm luôn ha, 1.700.000. Giờ anh em mình bỏ vô cái chậu giống gì nè cho anh em mình chơi nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây K2 ha. Cây đế cực kỳ đẹp, đế lực nha anh em. K2 về anh em vô dây lại nha anh em. Cây này là tàn là dày luôn anh em ơi, cho anh em mình vô dây ha. Này anh em mình cũng kiếm cái chậu khoảng 30-35 á anh em, về mình vô là vừa ha. Chậu em là chậu 35 ha, 35 lọt lòng. Hoành là 23 ha, chiều cao cái tàn này là khoảng 50 nha anh em, cái tàn ngang này là 70 ha. Ở này về anh em mình vô dây ha. Ở cây ok kim quýt hàng ghim nha anh em. Rồi cây K2, cây này giao lưu với anh em mình 1.600.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Mã số là K2 nha anh em. Tiếp theo cây mã số là K3 ha, lùng lực luôn nha anh em. Cây này cũng khá chuẩn ha, chi cành khá chuẩn bonsai nha anh em. Cũng có vô dây một ít rồi ha, vô dây một phần rồi, còn mấy chi lẻ ngoài anh em dèm dằn lại ha. K3 mặt thú luôn nha anh em, dáng thú luôn ha. 26 hoành ngay vị trí này nha anh em. Chiều cao là 45 ha. Cái tàn ngang này là 50 nha anh em. Chậu hiện tại của em là chậu lọt lòng 35 ha, chậu 3 tấc 5. Rồi cây K3, cây này giao lưu với anh em mình 1.700.000 luôn. Bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn ha. Một cây dáng thú lùng lực nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây K4 luôn ha anh em ơi. Mã số là K4 nha. Kim quýt nha. Hàng gần như là về anh em mình chỉ vô dây nữa là thành phẩm rồi đó anh em. Cây này tàn cực kỳ dày luôn nha. Cây này đế cũng đều đẹp luôn nha anh em. Em để tàn trà cho anh em mình về mình tự vô dây ha. Cây này chủ vườn á, người ta tháp vô đây nè, không biết có dính hay không nha. Người ta cuột vô đây nè, người ta cuột nhánh này người ta tháp nè. Đó. Nguyên zin luôn nha anh em, chưa chỉnh sửa gì hết. 23 hoành,
chiều cao là khoảng 50 đó anh em ơi. Tàn ngang cái này là 65 nha. Cây này tàn dày luôn nha anh em. Giờ anh em mình vô dây lại là tàn tròn đều dày luôn. Đó rồi, cây này là cây mã số là K3. Ủa K4. Cây này K4 nha anh em. Cây này 1.600.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Mã số là K4 nha. Đó, kim quýt nha. Về anh em mình vô dây lại giúp em ha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây mã số K5 nha anh em. Một cây cực kỳ đẹp luôn. Cái gọng lắc chữ C cực kỳ đẹp nha. Dán con thú luôn nha anh em. Còn giấy nó rớt tùm lum tà la trên này luôn anh em ơi. Cây này thì cũng có vô hết nước dây rồi nè anh em. Về nhà anh em mình dặn thêm nha anh em. Cây này tàn cực kỳ đẹp nha anh em. Thông số ha. Hoành ngay vị trí này nó chỉ có 17 thôi nha anh em. Đó, nhưng mà cái mình của nó dài là 20 ha. Chiều cao là 64 ha. Tàn ngang cái này là 65 nha anh em. Cây này là mã số là K5 ha. Cái này 1.600.000 luôn anh em ơi. Bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Mã số là K5 1.600.000 ha. Dán thú luôn. Đó, rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây K6 anh em ơi. Một cây lùng lực nha. Đó, cũng có vô dây sơ rồi nè anh em. Cũng có dán hết rồi ha. Chi tàn là đều hết trơn à. Cây này lục lực nha anh em. Đó, anh em về mình vô cái mua cái chậu cái gì mình vô là cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. 23 hoành ha. Cái cũ này tới 35 nữa nha anh em. Đó, chiều cao là 40 ha. Tàn ngang cây này là 65 nha anh em. Cây này rất là to cây ha, rất là lực cây. Rồi cây mã số K6. Cây này giao lưu với anh em mình 1.700.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Đó, mã số là K6. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây K7 ha. Cây này mini mà đế đẹp nha anh em. K7 nha anh em. Này về anh em mình vô dây dặn cho một nước ha. Thông số cho anh em mình tham khảo ha. 20 hoành. Chiều cao là khoảng 35 đó anh em. Tàn ngang cây này nếu bung ra là khoảng 50 á. Đó, tàn ngang khoảng 50 ha. Này về anh em mình vô cái chậu 3 tắt lọt lòng á là cây này vừa. Rồi cây K7 ha. 1.300.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Kim quýt thành phẩm nha anh em. Ở kim quýt là gần như thành phẩm rồi ha. Vậy anh em chỉ vô dây chơi thôi. Em không có
thời gian em vô dây anh em ơi. Đó, 1,3 triệu bao ship luôn á anh em. Rồi tiếp theo luôn, tiếp theo cây mã số là K8 nha. Cây này là du dán bonsai rồi đó anh em, cực kỳ đẹp cái bệ này ha, quá đẹp luôn anh em ơi. Về anh em mình dằn dây vô dây sơ lại ha. Rồi, hoành nghe vị trí này là 29 hoành ha, chiều cao là 40, cái tàn ngang này là 50 nha anh em. Đó, chậu 3 tấc 5 nha, cái chậu hiện tại này là 3 tấc 5 nha anh em, lọt lòng nha. Rồi cây mã số là K8, cây này xin giao lưu với anh em mình là 1,800,000 nha, bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Mã số là K8. Rồi tiếp theo luôn, K9, nó hơi bự hơn cái chậu. K9 nha, cây liền nha anh em. Em đo tổng hai cây luôn ha là 25. Chiều cao là khoảng 35. Đó, cái tàn này bung ra là khoảng 45 50 đó anh em. Nó dài lắm ha. Đó. Cây này bệ đế đẹp nha anh em. Mã số là K9 nha. Cây K9, cây này giao lưu với anh em mình 1,600,000 nha, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi. Đó, và cũng là cây cuối cùng của clip ha, em cũng xin chào chúc anh em mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.